Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay, tối thứ năm, ngày 1 tháng 9 có một số nội dung chính sau đây. Tại xóm Khuổi Tặc, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, người dân vừa phát hiện trống đồng cổ, sau đó bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Cao Bằng để tiếp tục nghiên cứu xác định niên đại của hiện vật. Các trường học huyện Nguyên Bình khẩn trương tu sửa vệ sinh trường lớp, vận động học sinh đến trường sẵn sàng bước vào năm học mới. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với các phòng chức năng ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Chiều ngày 31 tháng 8, lãnh đạo huyện Thạch An đã dâng hương báo công tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch biên giới chiến thắng Đông Khê năm 1950 tại Nà Lạn, xã Đức Long. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu của huyện đã dâng hương tỏ lòng thành kính và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã chèo lái con thuyền cách mạng đi đến thắng lợi hoàn toàn. Diễn từ của đoàn nêu rõ, phát huy truyền thống quê hương cách mạng và thực hiện di chúc của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch An luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thạch An xin hứa sẽ làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Thạch An ngày càng giàu mạnh. Công an tỉnh vừa tổ chức giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác tháng 8 và triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9. Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Trong tháng 8, lực lượng công an toàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, tình hình xuất nhập cảnh trái phép giảm so với tháng trước. Điều tra khám phá các vụ án đạt tỷ lệ 100%, đã điều tra làm rõ 2 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng, kịp thời phát hiện xử lý các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường, thu hồi 1,3 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, khởi tố 2 vụ, 4 bị can phạm tội hủy hoại rừng. Công an các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06CP, dự án cấp sản xuất quản lý căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thường xuyên được quan tâm chú trọng, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu tiến độ Bộ Công an giao. Phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt với dịch COVID-19 trên địa bàn cũng như trong lực lượng công an. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu công an các đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, nhất là dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng cường quản lý ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm 100 ngày đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, thực hiện tốt đề án 06CP, cấp thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. Ngày 31 tháng 8, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố các quy định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Đại tá Vũ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Theo đó, hội nghị công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm Thượng tá Mông Văn Tuyên, Phó trưởng phòng An ninh nội địa giữ chức vụ trưởng phòng An ninh nội địa, bổ nhiệm Trung tá Nông Đức Huy, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ giữ chức vụ trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thắng Lợi, Phó trưởng Công an huyện Trùng Khánh đến nhận công tác
và giữ chức vụ trưởng công an huyện Hạ Lan. Giám đốc công an tỉnh đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm lần này tiếp tục nỗ lực học tập, phấn đấu, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng, sở trường năng lực chuyên môn được phân công phụ trách, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, ban lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, công an tỉnh công bố các quyết định của giám đốc công an tỉnh về việc nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 3 cán bộ. Vừa qua, đoàn công tác của Bảo tàng tỉnh Cao Bằng tiếp nhận cổ vật là một chiếc trống đồng do người dân phát hiện tại xóm Khuổi Tặc, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc. Trước đó, trên đường đi làm đồng, anh Long Văn Thin, 26 tuổi, người dân tộc Sán Chỉ, ở xóm Khuổi Tặc, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc, phát hiện trống đồng ở trên khu vực đất lở do mưa lớn kéo dài, sau đó đem về nhà cất giữ và bảo quản. Biết tin anh Thin có hiện vật kỳ lạ, nhiều người dân từ các tỉnh như Hà Giang, Tuyên Quang và một số nơi đến hỏi mua với giá cao, nhưng anh quyết không bán mà báo tin cho Bảo tàng tỉnh Cao Bằng. Tiếp nhận thông tin, xem xét hiện vật, Giám đốc Bảo tàng tỉnh khẳng định đây là cổ vật có giá trị. Dựa vào các đặc điểm, bước đầu cho thấy đây là trống đồng của người Lô Lô Đen. Đoàn công tác của Bảo tàng đã tiếp nhận trống đồng theo đúng quy định của pháp luật dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc. Theo đó, Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia khảo cổ học để xác định niên đại của trống đồng. Theo luật di sản, nhà nước khuyến khích người dân sưu tầm, bảo quản và tìm hiểu về cổ vật phát hiện trong đời sống, giúp người dân nhận thức được giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc ta qua các thời kỳ. Theo thông tin từ Sở Y tế, từ 17 giờ ngày 31 tháng 8 đến 17 giờ ngày 1 tháng 9, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 32 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên 96.262 trường hợp, trong đó có hơn 95.600 trường hợp mắc được ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh. Trong số 32 trường hợp mắc mới, cụ thể, thành phố Cao Bằng ghi nhận 9 trường hợp, huyện Hà Quảng 3 trường hợp, huyện Hòa An 5 trường hợp, huyện Nguyên Bình 1 trường hợp, huyện Quảng Hòa 3 trường hợp, huyện Hạ Lang 1 trường hợp, huyện Bảo Lạc 6 trường hợp, huyện Trung Khánh 4 trường hợp, các huyện còn lại không có ca mắc mới. Theo báo cáo chưa đầy đủ của Sở Y tế, đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19 chiếm 95,6%, tiêm mũi 2 chiếm 92,2%, liều bổ sung 75.677 mũi, tiêm mũi 3 là 60,7%, mũi 4 là 93,1%, trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm một mũi chiếm 100%, tiêm mũi 2 chiếm 96,1%, tiêm mũi 3 chiếm 32,9%, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm một mũi vaccine 80,8%, tiêm mũi 2 chiếm 51,1%. Đến nay, toàn bộ 100% các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh được phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 là cấp độ 1. Theo thống kê, số ca mắc mới COVID-19, bệnh nhân nặng nhập viện đang gia tăng ở nước ta. Việt Nam đã ghi nhận các ca COVID-19 nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng. Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là 10.178.760 ca. Trong số bệnh nhân đang theo dõi điều trị có 149 trường hợp thở oxy, trong đó thở oxy qua mặt nạ 135 ca, thở oxy dòng cao HFNC 3 ca, thở máy không xâm lấn 2 ca, thở máy xâm lấn 9 ca. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, số bệnh nhân nặng luôn gia tăng trong những ngày gần đây. Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên thế giới, biến thể Omicron đang chiếm ưu thế so với các biến thể khác. Trong nước cũng đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.4, BA.5, BA.2.74 trong cộng đồng. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Tổng số ca mắc mới COVID-19 trong 7 ngày qua ở nước ta khoảng 18.500 ca, trung bình khoảng 2.500 ca một ngày. Do đó, cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình dịch để có phương án đáp ứng hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là đối với các biến thể mới của COVID-19. Theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, giám sát sự lưu hành của virus SARS-CoV-2 để phát hiện các biến thể và các biến thể phụ khác của virus, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết 128/NQ-CP, tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong.
tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, chỉ đạo đẩy mạnh việc vận động khuyến khích người dân tham gia tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa vừa tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ để đánh giá tình hình công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Trong tháng 8, bà con nhân dân huyện Quảng Hòa đã tập trung sản xuất gieo cấy, đảm bảo kịp vụ mùa. Đến nay, cây lúa vụ mùa đã gieo trồng được 3.184 ha, đạt 104,2% kế hoạch. Cây ngô 1.797 ha, đạt 100% kế hoạch. Một số cây trồng khác tiến độ gieo trồng cơ bản đạt kế hoạch. Tình hình chăn nuôi duy trì ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 45,656 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt 364,764 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 74 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 21,64 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch. Văn hóa xã hội, y tế, giáo dục thường xuyên được quan tâm, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch COVID-19, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo và giữ vững. Tiếp tục triển khai các hoạt động quản lý, đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn khu vực biên giới. Tháng 9 năm 2022, huyện Quảng Hòa chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh tiêm phòng vaccine COVID-19 theo kế hoạch, tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh quốc phòng. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu tháng 8, giáo viên các trường học ở huyện Nguyên Bình đã trở lại trường để chuẩn bị cho năm học mới với hàng loạt công việc như tu sửa, vệ sinh trường lớp, vận động học sinh đến trường, củng cố kiến thức cho các em. Và chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới sẽ bắt đầu, mọi công việc đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng bước vào năm học mới. Ngày tựu trường đầu tiên sau những tháng nghỉ hè của các em học sinh tại điểm trường Lũng Kèn, trường tiểu học Thái Học. Trong bộ trang phục dân tộc truyền thống rực rỡ, các em học sinh đều háo hức, vui tươi khi được trở lại trường gặp bạn bè, thầy cô giáo. Năm học mới con được đến trường rất vui, được gặp bạn bè, được phát sách vở mới, con rất thích đi học. Năm học mới này, điểm trường Lũng Kèn có tổng số 5 lớp học với 49 học sinh, 100% các em đều là người Dao, trong đó có 33 em là hộ nghèo. Ngay từ đầu tháng 8, các thầy cô giáo ở điểm trường này đã làm vệ sinh lớp học, trồng hoa cây cảnh để trường lớp được khang trang hơn. Vừa lên lớp củng cố kiến thức cũ cho các em, các thầy cô cũng phải làm công tác vận động, đón học sinh đảm bảo đạt tỷ lệ 100% các em trở lại trường lớp đúng thời gian quy định. Bước vào đầu năm học mới năm 2022-2023 thì giáo viên chúng em cũng đã có những cái sự chuẩn bị về như trang trí lớp học, trang trí những cái góc học tập như góc học toán, góc học tiếng Việt và những cái hòm thư bạn bè để cho các em có những cái sự có thể trao đổi thư tin tức, thông tin đối với nhau hoặc là đối với các thầy cô giáo và có những cái góc học tập phù hợp với cái lứa tuổi học tập, độ tuổi lớp của các em. Do cái điều kiện địa hình nên là nhà của các em cũng cách xa trường, có em thì cách xa trường từ 3 đến 4 km và những nhà của các em từ nhà đi đến trường thì cái khoảng cách khá là xa và cái địa hình thì thường các em phải đi qua những cái con đường mòn rất là khó nên là khi các em đến trường những cái ngày mưa gió như ngày hôm nay thì là đến trường thì một số em đã quần áo là lấm len bùn đất do cái địa hình cũng khá là khó khăn nên là khi cái việc vận động các em đến lớp thì chúng em cũng gặp cũng không ít là khó khăn, ví dụ như là bởi vì một số em mà điểm nhà cũng xa điểm trường nên là khi chúng em thực hiện cái việc vận động học sinh ấy, thì cũng khó bởi vì là khi chúng em đến nhà thì là các một số em học sinh cũng đi theo bố mẹ đi làm nương rẫy nên là đến nhà và vận động phụ huynh thì một số phụ huynh thực sự là bố mẹ thì đi làm công ty nên là chỉ ở với ông bà và cái sự nhận thức của đồng bào ở đây một số thì còn hạn chế nên là khi vận động để cho các em đến trường cũng gặp khó khăn. Cũng như trường tiểu học, trước khi bước vào năm học mới, các giáo viên của trường mầm non Minh Thanh đã xuống tận nhà học sinh để vận động phụ huynh đưa các em ra lớp chuẩn bị cho khai giảng. Năm nay trường có một điểm trường chính và 3 điểm trường lẻ với tổng số 181 học sinh. Với sự sẵn sàng chủ động và hết lòng vì học trò nên năm học này số học sinh mầm non và nhà trẻ ra lớp của nhà trường luôn đạt tỷ lệ cao.
đầu năm học mới thì là nhà trường đã phân công các cô là đi điều tra phổ cập, trang trí lớp và vận động các em học sinh từ 2 đến 5 tuổi ra lớp. Ở đây về việc thực hiện trẻ ra lớp thì là về trẻ 5 tuổi thì trẻ 5 tuổi và trẻ 4 tuổi thì là vận động được 100% các em ra lớp, và trẻ 3 tuổi thì là vận động được 96% trẻ ra lớp, trẻ 2 tuổi thì được 55%. Năm học 2022-2023, huyện Nguyên Bình có tổng số 54 cơ sở giáo dục với tổng số lớp học bậc tiểu học là 210 lớp, bậc trung học cơ sở là 81 lớp và hơn 5.800 học sinh ở cả hai bậc học này. Để đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới, ngành giáo dục Nguyên Bình đã bắt tay vào việc chỉnh trang khuôn viên, sửa chữa, xây mới hệ thống cơ sở vật chất, mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập, đồng thời tuyển dụng thêm giáo viên cũng như đảm bảo 100% đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng tập huấn, đáp ứng yêu cầu dạy học, nhất là chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất cho dạy học môn tiếng Anh, tin học ở lớp 3, lớp 7. Đối với lớp 3 và lớp 7, năm học 2022-2023 là bắt đầu môn tin học và ngoại ngữ là môn học bắt buộc. Vì vậy chúng tôi cũng đã rất chủ động. Trước tiên là đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình là bố trí kinh phí để mua sắm thêm về thiết bị dạy học, bổ sung thêm phòng tin học, ngoại ngữ. Trong tháng 8 thì cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ cho phòng giáo dục huyện Nguyên Bình đã được cấp là 60 máy tính sách tay chia cho 3 trường tiểu học Phan Thanh, tiểu học Mai Long và tiểu học Thành Công. Được đơn vị tài trợ khác là ủng hộ cho một phòng máy nữa tại trường tiểu học Thể Dục. Vì vậy số phòng máy tại huyện tính cũng như là phòng thực hiện chương trình ngoại ngữ đối với huyện chúng tôi cơ bản đến thời điểm này chỉ còn thiếu 2 phòng học tin học, phòng học ngoại ngữ vẫn còn thiếu. Tuy nhiên là giải pháp để thực hiện dạy học môn ngoại ngữ đối với lớp 3 và lớp 7, chúng tôi thực hiện chỉ đạo các trường là mang thiết bị đến các điểm trường và các lớp để thực hiện công tác chuẩn bị cho sách giáo khoa cho năm học mới. Chúng tôi đã thực hiện trong thời gian nghỉ hè. Ngay từ tháng 6 kết thúc năm học thì chúng tôi đã cho các đơn vị là đăng ký, các trường học đăng ký theo số lượng học sinh. Còn các đơn vị thì đã đăng ký và gửi về phòng chuyên môn tổng hợp, và chúng tôi thì chủ động đăng ký với đơn sách thiết công ty sách thiết bị. Đến thời điểm này 100% trường học trên địa bàn huyện chúng tôi đã có sách đầy đủ cho các em học sinh đối với chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình giáo dục 2006. Một không khí hân hoan chào đón năm học mới đang về trên khắp các trường học ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng Nguyên Bình. Dù còn nhiều điểm trường xa xôi vất vả, nhưng thầy cô giáo và cả các em học sinh đã sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới để gieo những ước mơ ở vùng cao. Từ đầu năm đến nay, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phục hồi nhanh. Các đơn vị sản xuất công nghiệp đã tập trung tháo gỡ khó khăn và hoạt động tối đa công suất, huy động mọi nguồn lực để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 15,42% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành sản xuất và phân phối điện tăng 41,49%, ngành khai khoáng tăng 17,12%, ngành chế biến, chế tạo giảm 6,63%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,93%. Lũy kế 8 tháng đầu năm, một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ năm trước, bao gồm nước tinh khiết tăng 48,55%, điện sản xuất tăng 43,45%, mangan và các sản phẩm của mangan tăng 39,91%, gạch xây tăng 32,36%, quặng mangan và tinh quặng mangan tăng 31,81%, điện thương phẩm tăng 30,98%. Các sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước bao gồm chiếu trúc, chiếu tre giảm 53,91%, xi măng giảm 35,49%, đá xây dựng giảm 24,58%. Cát tự nhiên các loại giảm 24,13%, sắt thép không hợp kim ở dạng bản thành phẩm giảm 16,57%.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn tỉnh đã có 389 hộ thực hiện di rời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, đạt 17,6% kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, các huyện Hà Quảng có 62 trên 320 hộ, đạt 19,2% kế hoạch, Quảng Hòa 123 trên 500 hộ, đạt 14,6%, Trùng Khánh 136 trên 550 hộ, đạt 16,5%, Hạ Lang 46 trên 415 hộ, đạt 11,1%, Bảo Lạc 21 trên 430 hộ, đạt 4,9%, Nguyên Bình 1 hộ. Nguyên nhân công tác di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở vẫn đạt thấp là do người dân thường triển khai vào cuối năm, sau khi đã thu hoạch vụ mùa. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ, các cơ quan ngành chuyên môn của tỉnh và huyện cần ra soát, đôn đốc các hộ khẩn trương xây dựng chuồng nuôi, huy động nguồn lực xã hội hóa, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành theo kế hoạch tỉnh giao. Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 đợt thiên tai, làm ảnh hưởng đến tài sản, hoa màu của nhân dân, gây thiệt hại trên 114 triệu đồng. Trong đó, thiên tai do mưa kèm lốc cục bộ, làm 24 ngôi nhà bị tốc mái, 4 con gia súc bị chết, cuốn trôi, 2 công trình nhà văn hóa, 1 công trình nhà để xe bị tốc mái, lưới điện hạ thế tại Ủy ban Nhân dân xã Hồng An, huyện Bảo Lạc bị đứt dây, gây mất điện cục bộ. Sau khi xảy ra các vụ thiên tai, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội đã kịp thời đến động viên các gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Để chủ động ứng phó phòng chống thiên tai, các lực lượng chức năng, các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, chủ động phương án phòng chống thiên tai, cảnh báo mưa lũ, sạt lở nhằm hạn chế tối đa tới sản xuất và cuộc sống của người dân. Thực hiện quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước, sáng ngày 1 tháng 9, Công an tỉnh công bố quyết định đặc xá cho 6 phạm nhân đang giam giữ cải tạo tại trại tạm giam Công an tỉnh. Sau khi trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và căn cước công dân cho 6 phạm nhân, lãnh đạo Công an tỉnh đã động viên những người đặc xá sau khi trở về địa phương nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, phấn đấu trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm thường xuyên động viên giúp đỡ, tạo việc làm cho những người được đặc xá, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Cũng trong đợt này, Công an thành phố Cao Bằng cũng đã tổ chức công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 2 phạm nhân. Sáng ngày 1 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với các phòng chức năng tổ chức ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Theo đó, các đơn vị sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bố trí các tổ tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Chú trọng xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ lễ. Đã uống rượu bia, không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện. Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo, dốc trên những cung đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ. Ngay trong buổi lễ ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều khiển giao thông, tuyên truyền nhắc nhở người dân và du khách chấp hành nghiêm quy định về bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Sáng cùng ngày, Công an huyện Hà Quảng đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hà Quảng sẽ tăng cường kiểm tra đối với các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn với nhiều khung thời gian khác nhau. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đi không đúng phần đường quy định, không nhường đường cho xe ưu tiên, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy. Trong ngày ra quân, tính đến 15 giờ cùng ngày,
lực lượng cảnh sát giao thông đã tuần tra kiểm soát hàng trăm phương tiện đi lại và xử lý vi phạm 29 trường hợp, trong đó xử lý 22 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 7 xe mô tô do chạy vượt quá tốc độ quy định, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô. Huyện Hà Quảng đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 tại xã Cải Viên, đảm bảo an toàn, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại địa phương. Cuộc diễn tập được chia làm các giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển xã vào các trạng thái quốc phòng, xử trí tình huống an ninh chính trị, tổ chức lễ ra mắt lực lượng dân quân thời chiến. Để chuẩn bị tổ chức cho đợt diễn tập, xã Cải Viên đã huy động gần 600 ngày công lao động dựng lán trại, vận động nhân dân quyên góp ủng hộ 16 triệu đồng, hàng trăm kg rau củ quả, phục vụ cho diễn tập xử trí tình huống A3. Thông qua diễn tập nhằm phát huy được vai trò lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Kết thúc diễn tập, Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Cải Viên năm 2022. Sáng ngày 1 tháng 9, tại nhà tập luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ 9 năm 2022 khai mạc và thi đấu giải cầu lông. Giải diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 năm 2022, thu hút 79 vận động viên đến từ 10 đoàn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện Quảng Hòa, Nguyên Bình, Hạ Lang, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Trùng Khánh và thành phố tranh tài ở 7 nội dung, gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ chia bảng theo đấu vòng tròn tính điểm, đơn nam, đơn nữ thi đấu loại trực tiếp. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu nội dung đồng đội nam Nguyên Bình gặp Quảng Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gặp đội Hà Quảng, đồng đội nữ thành phố 1 gặp thành phố 2. Thông qua giải, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời nâng cao năng lực tổ chức, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung, phong trào cầu lông trên địa bàn tỉnh phát triển, tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các huyện, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao. Tại huyện Bảo Lâm, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi, có 30 đội gồm 15 đội nam và 15 đội nữ, với hơn 300 vận động viên là các đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia. Giải được tổ chức ở hai nội dung, đồng đội nam và đồng đội nữ. Các đội sẽ thi đấu theo hình thức chia thành 4 bảng đấu vòng tròn, chọn lấy đội nhất bảng vào thi đấu bán kết và chung kết. Sau 2 ngày thi đấu nhiệt tình, quyết liệt qua 48 trận đấu, kết quả ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba cho các vận động viên có thành tích cao. Tại huyện Hòa An, Hội Phụ Nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân vừa tổ chức buổi truyền thông giao lưu văn nghệ giữa các đoàn thể xóm Nà Diểu với Văn Thụ, xã Nam Tuấn. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ Nữ, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền về nội dung bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình đến chị em phụ nữ cũng như bà con nhân dân trong xóm, hướng dẫn các cây trồng thế mạnh của địa phương và định hướng phát triển kinh tế các chương trình, dự án của huyện thực hiện trên địa bàn xóm. Qua buổi giao lưu, tăng cường thêm tình đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Cũng trong dịp này, huyện Hòa An tổ chức giao lưu văn nghệ giữa câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi huyện Hòa An với các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm, Trùng Khánh. Qua 45 tiết mục hát lượn, phong trư, bật lằn, then, đàn tính, các ca khúc, điệu múa giới thiệu về quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, văn hóa dân tộc các địa phương, thể hiện tinh thần tuổi cao gương sáng của hội viên người cao tuổi. Đây là hoạt động để người cao tuổi các đơn vị, các câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu đoàn kết, trao đổi học hỏi, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của người cao tuổi ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình là thông báo của Công an tỉnh về việc thu nhận căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2022. Thực hiện đề án 06 CP của Chính phủ, Công an tỉnh Cao Bằng đang triển khai cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
cho công dân trên địa bàn Cao Bằng. Để tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy nhanh tiến độ thu nhận trong đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo tới toàn thể quần chúng nhân dân trong đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm 2022. Từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm 2022, Công an tỉnh vẫn tiến hành làm thủ tục cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử tại các địa điểm trung tâm hành chính công tỉnh và trụ sở của cơ quan công an các huyện, thành phố, thời gian buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ, buổi tối từ 18 giờ đến 22 giờ. Kính mời quần chúng nhân dân, nhất là những người đi học tập, làm ăn xa, về thăm gia đình đến các địa điểm trên để làm thủ tục. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.